Liverpool cạnh tranh Arsenal vì một cái tên. Theo tìm hiểu của ký giả Fabrizio Romano, Liverpool là đội bóng mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Romeo Lavia sau khi có những động thái dò hỏi các thông tin về thương vụ này. Ngoài ra, nhà báo Sacha Tovaleri cũng đã cập nhật về cục diện hiện tại ở cuộc cạnh tranh chiêu mộ Romeo Lavia như sau. Liverpool đã có lợi thế là mối quan hệ tốt với Southampton. Điều đó sẽ giúp ích cho việc đàm phán giữa hai câu lạc bộ. Chelsea là đội bóng đã quan tâm đến Lavia trong thời gian lâu nhất và cầu thủ người Bỉ cũng đã thảo luận với The Blues cùng với đội ngũ của mình. Cuối cùng, Arsenal là câu lạc bộ có mối quan hệ tốt nhất với người đại diện của Lavia. Điều đó giúp cho pháo thủ có lợi thế trong việc thỏa thuận những điều khoản cá nhân với cầu thủ này. Hiện tại, chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra và các cuộc đàm phán đã được diễn ra với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ. Romeo Lavia là mục tiêu của Arsenal trong giai đoạn sau của kỳ chuyển nhượng. Hiện pháo thủ đang tập trung cho Jurrien Timber và Declan Rice nên chưa gửi lời đề nghị chính thức nào. Cuộc đua giành Declan Rice vẫn còn rộng mở. Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, cuộc đua đến chữ ký của tiền vệ Declan Rice ở thời điểm hiện tại vẫn còn đang rộng mở. Trong khi Manchester City chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đầu tiên đến West Ham, thì Arsenal cũng đã lên kế hoạch cho đề xuất thứ ba. Ký giả người Ý cho biết: "Chúng ta đã nghe rất nhiều về lời đề nghị chính thức của Manchester City dành cho Declan Rice và điều đó vẫn có thể xảy ra. Ngoài ra, Arsenal cũng có kế hoạch gửi lời đề nghị thứ ba cho đội trưởng của West Ham trong tuần này. Cuộc đua vẫn còn bỏ ngỏ giữa Man City và Arsenal. Cấu trúc thanh toán sẽ đóng vai trò rất quan trọng. West Ham muốn có một số tiền lớn và được trả thẳng ngay lập tức chứ không phải là trả góp trong 4 hay 5 đợt. Như tôi đã tiết lộ vài ngày trước, có những mối quan hệ giữa Man City và Rice. Mikel Arteta đã cố gắng hết sức để chiêu mộ Rice về Arsenal, nhưng City vẫn còn trong cuộc đua. Chưa có gì được quyết định, nhưng chúng ta có thể có một vài ngày quan trọng phía trước. Hãy nhớ rằng Rice luôn coi Arsenal là bến đỗ mơ ước." Hé lộ mức lương Jurrien Timber nhận nếu đến Arsenal. Cũng theo tiết lộ của ký giả Fabrizio Romano, Arsenal đã gửi lời đề nghị thứ hai tới Ajax Amsterdam để hỏi mua hậu vệ Jurrien Timber. Những cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ đã tiến xa và pháo thủ muốn hoàn tất thương vụ ngay trong tuần này. Jurrien Timber cũng đã đồng ý với những điều khoản cá nhân cùng với bản hợp đồng có thời hạn là 5 năm với Arsenal từ tuần trước. Theo các báo cáo thì lời đề nghị thứ hai của đội chủ sân Emirates có giá trị khoảng 3,8-5 đến 41 triệu bảng. Đáng chú ý, nhà báo Sammy Mockbell tiết lộ Jurrien Timber sẽ hưởng lương 90.000 bảng mỗi tuần tại Arsenal, nhưng nếu chơi tốt thì con số này sẽ tăng lên là 120.000 bảng mỗi tuần. Bên cạnh đó, nhà báo Florian Plettenberg xác nhận công bố chính thức thương vụ Kai Havertz của Arsenal sẽ có ngay trong tuần này. Mức phí chuyển nhượng tổng sẽ là 75 triệu euro đi kèm với hợp đồng đến năm 2028. Hé lộ điều kiện để Thomas Partey rời Arsenal. Nhà báo Massimo Marianella của đài Sky Sports nhận định rằng nhiều khả năng Arsenal sẽ bán tiền vệ Thomas Partey trong mùa hè này, nhưng mức phí họ muốn nhận lại sẽ từ 20 triệu euro trở lên. Chia sẻ với tờ Calcio Mercato, Marianella cho biết: "Partey là một cầu thủ có kinh nghiệm, có thể chất. Sang Arsenal, cậu ấy đã tiến bộ hơn so với thời ở Atletico Madrid. Cậu ấy đã cải thiện thêm về khâu dứt điểm dưới thời Mikel Arteta, bên cạnh việc rất giỏi thu hồi bóng. Tôi nghĩ Arsenal chắc chắn sẽ bán cậu ấy, nhưng sẽ không bán với giá dưới 20 triệu euro, tương đương với 17,2 triệu bảng. Thomas Partey sẽ bước vào 2 năm cuối của hợp đồng trong mùa giải tới. Ngoài Juventus thì còn một số đội bóng giàu có ở Ả Rập như Al Nassr, Al Ahly và Al Khali cũng đang tiếp cận ngôi sao của tuyển Ghana. Một báo cáo mới đây cho biết các đội bóng đến từ Trung Đông sẵn sàng trả cho Partey mức lương lên tới gần 100 triệu euro mỗi mùa, tức gấp 10 lần những gì mà anh đang được hưởng tại Arsenal. Dẫu vậy, có thông tin Partey muốn ở lại châu Âu để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Thời điểm Arsenal triển khai thương vụ João Cancelo. Theo tìm hiểu của nhà báo Rudy Galetti, Arsenal muốn hoàn tất việc chiêu mộ Declan Rice trước khi quay lại đàm phán thương vụ hậu vệ João Cancelo. Chia sẻ với tờ Give Me Sport, Galetti cho biết: "Arsenal chắc chắn là một trong những đội bóng quan tâm đến Cancelo, điều đó đã được xác nhận. Nhưng ở thời điểm hiện tại, pháo thủ đang tập trung hoàn toàn vào thương vụ Declan Rice và chỉ sau khi giải quyết xong thương vụ này thì họ mới quay sang cầu thủ người Bồ Đào Nha. Nếu như Arsenal ký hợp đồng với Cancelo, anh sẽ trở thành thương vụ thứ ba họ giao dịch với Man City trong hai mùa giải vừa qua, sau khi Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko chuyển đến sân Emirates vào mùa hè năm ngoái." Chuyên gia phủ nhận Nketiah sẽ rời Arsenal.
Bất chấp những tin đồn liên quan đến việc Eddie Nketiah có thể rời Arsenal ngay trong mùa hè này, nhà báo Fabrizio Romano đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định rằng những thông tin kể trên là vô căn cứ ở thời điểm hiện tại. Chuyên gia chuyển nhượng người Ý chia sẻ: "Tôi không cảm thấy thuyết phục về những thông tin cho rằng Eddie Nketiah sẽ bị bán trong mùa hè này. Cậu ấy mới ký hợp đồng vào năm ngoái và vẫn luôn được đánh giá cao tại Arsenal. Chắc chắn là có nhiều đội bóng đã theo dõi Eddie Nketiah trong một khoảng thời gian dài, nhưng hiện tại chưa có gì rõ ràng về khả năng cậu ấy rời khỏi Arsenal." Arsenal báo giá thần đồng với các đối tác. Ngoài Nketiah, tương lai của Folarin Balogun đang là một dấu hỏi khi anh sẽ trở về Emirates sau khi kết thúc thời gian cho mượn tại Reims. Theo chia sẻ của nhà báo Damesset với đài Sky Sports News, những cuộc thảo luận giữa Arsenal và người đại diện của Balogun đã diễn ra và sao mai người Mỹ muốn tiếp tục có một suất đá chính trong đội hình sau một mùa giải thành công tại Pháp. Nếu không được đáp ứng yêu cầu trên, Balogun muốn rời Arsenal theo dạng bán đứt, hay nói một cách khác là không muốn bị đem cho mượn. Pháo thủ đang định giá Balogun khoảng 50 triệu bảng với 2 năm còn lại trong hợp đồng. Arsenal nhắm một cái tên dự phòng cho Declan Rice. Theo nguồn tin của tờ El Equipe, tiền vệ Youssouf Fofana đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Cầu thủ này gây ấn tượng mạnh trong màu áo của AS Monaco và có suất dự World Cup 2022 cùng với đội tuyển Pháp. Fofana sẽ được phép rời khỏi sân Stade de Louis II vào mùa hè này nếu như nhận được một lời đề nghị hợp lý, trong bối cảnh cả Arsenal và Newcastle đều được cho là đang quan tâm đến Fofana. Cầu thủ 24 tuổi đã có 47 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa giải vừa qua, đá chính tất cả các trận trừ 3 trận ở Ligue 1 khi AS Monaco đứng thứ 6 và bỏ lỡ suất dự cúp châu Âu. Chính vì điều này mà Fofana muốn ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Mikel Arteta chính thức có câu trả lời cho PSG. PSG đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới sau khi sa thải Christopher Galtier vào đầu tháng này và một số nguồn tin cho rằng đội chủ sân công viên các hoàng tử có thể gây sốc với huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal. Theo đó, ban lãnh đạo của PSG đánh giá cao tài năng của ông thầy người Tây Ban Nha và sẵn sàng gửi lời đề nghị cho Arteta. Trong một phát biểu mới nhất, huấn luyện viên Arteta đã có những chia sẻ về tin đồn được PSG quan tâm. Ông nói với tờ Marca: "Tôi chỉ có thể nói rằng tôi hạnh phúc ở Arsenal. Ở đây tôi được ban lãnh đạo tin tưởng, được các cầu thủ và người hâm mộ tôn trọng. Tôi có rất nhiều việc phải làm tại câu lạc bộ này. Tôi hạnh phúc và vô cùng biết ơn khi được ở Arsenal. Tây Ban Nha là đất nước của tôi. Tôi đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm và đến một lúc nào đó trở lại Tây Ban Nha có thể là lựa chọn được tôi tính đến, nhưng không phải bây giờ." Cũng trong bài phát biểu này, ông thầy 41 tuổi cho biết việc Arsenal không thể lên ngôi tại Premier League mùa giải vừa qua vẫn còn khiến ông ám ảnh rất nhiều. Ông cho hay: "Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn thấy đau đớn khi Arsenal không thể giành chức vô địch Premier League sau 10 tháng ganh đua quyết liệt cùng với Man City. Khi Arsenal bắt đầu phải đối diện với cơn bão chấn thương, tôi có cảm giác rằng những khó khăn ấy sẽ lấy đi của chúng tôi chức vô địch. Lúc đó, chất lượng thi đấu của tập thể không còn được đảm bảo. Nếu muốn vượt qua Man City để giành chức vô địch, bạn phải bước vào giai đoạn tháng 4 và tháng 5 với một đội hình cùng với phong độ cao nhất. Và đó là điều mà Arsenal không có. Chấn thương đã lấy đi tất cả. Nhưng đó là thể thao và những gì tôi đạt được với một tập thể trẻ như mùa giải vừa qua là đáng khích lệ. Tôi mới tham gia vào quá trình tái thiết của Arsenal được 4 năm. Mục tiêu của tôi là trở thành đội bóng số 1 thế giới. Tôi khát khao giúp đỡ cầu thủ cũng như câu lạc bộ này trở thành số 1 hơn tất cả những đội bóng khác." Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.